Dạ, Diêm kính chào quý các bạn. Hôm nay Diêm đang có mặt tại khu vực ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị. Hôm nay có dịp để Diêm đi ngang khu vực ở cánh đồng cù này. Khu vực này là khu vực xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Và chỗ này có mấy cái đàn cù thì Diêm đang trên đường đi từ hướng quốc lộ 56 mà đi qua khu vực ở quốc lộ 51 quý vị, đi ngang chỗ mấy đàn cù này quý vị. Nhìn xa xa có dãy núi là núi Vinh quý vị, này mình ở núi Vinh nè. Khu vực này đang xây dựng một cái khu công nghiệp tên là Sonadeji Châu Đức. Và cái cảnh rất là đẹp quý vị, ở đây có mấy cái đàn cừu thì Diêm đang đi dạo qua khu vực này. Đấy, đường này đi thẳng về là tới Châu Pha, 6 km nữa là tới Châu Pha quý vị. Đây có cái núi rất là đẹp quý vị, nên là rất là đẹp. Diêm đã đi khu vực ở cánh đồng cù, hôm nay đi ngang quý vị. Này thì rất nhiều du khách, họ rất nhiều du khách đến đây quý vị để chụp ảnh kỷ niệm, như là chụp những bức ảnh cưới. Ở chỗ này là Diêm thấy rất là hay, là có một cái núi này nữa quý vị. Núi này trên đây là núi đá, núi này bé bé thôi. Bên đây cũng có một đàn cừu nữa quý vị. Dạ, khu vực này đang xây dựng cái khu công nghiệp cho nên là cái xe tải đi qua lại rất là nhiều. Đây Diêm sẽ đi qua cái đàn cừu này, đây có cái đàn cừu, cái đàn cừu đây nè quý vị. Đây ta nhìn nguyên một cái dải đất rộng như thế này quý vị, rất là đẹp, như một cánh đồng luôn. Xanh mướt luôn quý vị. Đây người ta đang chăn thả đàn cừu đây quý vị. Tìm đẹp xem cái núi này. Dạ cái núi này là nhìn rất là đẹp. Đây có cái này đang trang thả cừu nè. Thì có dịp sẽ bị đi ngang đây thì ghé để tham quan khu vực ở đồng cù, như là đi chụp ảnh. Này chi phí này mình tùy túc quý vị, Diêm cũng đã dịp ở đây rồi, dịp quý vị sẽ đến đây tham quan. Rồi các bạn quý vị rất là nhiều đã cùng Diêm dạo một vòng khu vực ở đồng cù Suối Nghệ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.